từng mời, ví dụ có những cuộc thi trước đó họ từng mời nhóm những nhóm nhạc quốc tế, chúng tôi cũng từng mời Biren, chúng tôi cũng những ngôi sao tốt nhất của Việt Nam đều hiện hồn trên sân khấu của các vòng chung khảo, chung kết, đều trình diễn rất là máu lửa và đều đóng góp rất là ổn. Hầu hết các nhà thiết kế danh tiếng đều tham gia đóng góp các bộ sưu tập, rồi các nhà make up hàng đầu, rồi tất cả mọi người đều góp sức cho một cái đêm chung kết như vậy. Tôi nghĩ là ở nước ngoài họ không làm được như chúng ta đâu. Và tôi đã chứng kiến rất nhiều những cái sân khấu như vậy. Chúng ta có quyền tự hào và tôi hoàn toàn tự tin để nói với các bạn rằng là sân khấu Hoa hậu Việt Nam, Miss World Việt Nam hay là Miss Universe hay là những cuộc thi khác ở Việt Nam đang rất nỗ lực và có thể chúng ta đang là những sân khấu đẹp nhất trên thế giới cho các cái thể loại thi hoa hậu, chứ không riêng gì một vài nước đâu. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải nỗ lực hơn nữa để mình phải đẹp hơn, chứ mình không ngủ quên trên chiến thắng. Hy vọng là nếu một lúc nào đó cuộc thi tổ chức ở một cái đất nước gần đây mà chi phí có thể chấp nhận được, sẽ mời một số nhà báo đi xem. Về là các bạn không cần phải ý kiến gì, không cần chê chúng tôi là năm nay sao làm thế này thế kia. Thiệt sự chúng ta làm đẹp lắm rồi các bạn. Hiện nay thì trên giấy phép của chúng tôi là vòng chung kết toàn quốc cũng sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có bất kỳ cái sự thay đổi nào thì chúng tôi sẽ xin điều chỉnh và sẽ thông báo đến tất cả các quý nhà báo sau. Về giải thưởng thì thật ra là những năm trước thì chúng tôi đều trao giải thưởng tiền mặt là 500 triệu đồng và trao ngay sau khi các bạn đăng quang, trao toàn bộ số tiền trong vòng hình như là sau đêm chung kết, nếu là thứ bảy chủ nhật hay sau đó thì có thể là ngay những ngày đầu tuần là các bạn nhận được. Chúng tôi đang để trên đây là 350 triệu đồng. Nhưng nếu từ đây đến chung kết mà nhà báo Lê Xuân Sơn, trưởng ban giám khảo mong muốn là giải thưởng tăng lên thì chúng tôi sẽ tăng lên. Anh Sơn thì đôi khi là trong quá trình tổ chức cuộc thi, anh Sơn sẽ kêu là anh thấy các cháu nó cực quá nên là mỗi giải thưởng chúng ta thăng thêm một chút hay như thế này như thế kia, thì thường là anh Sơn chỉ đạo làm sao thì chúng tôi sẽ làm như vậy. Rất là happy cho các thí sinh, và tôi nghĩ là đó là một cái sự nhân văn của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đó là tình cảm mà anh Sơn cũng như chúng tôi dành cho các em thí sinh. Tôi cũng xin nói thêm một chút là trong ngôi nhà Hoa hậu Việt Nam thì gần như là các thí sinh đến với chúng tôi, ban tổ chức, anh Sơn, tôi và các anh chị đều coi các em như con em trong nhà mình, luôn, kể cả khi các em còn là thí sinh cũng luôn luôn dạy dỗ, răn đe, rồi cũng có lúc năn nỉ, khuyên bảo vân vân, thì chúng tôi cũng thấy cái mối quan hệ đó thật sự là rất là ổn cho các phụ huynh để mà gửi gắm con em tham gia cuộc thi của chúng tôi. Thì cuộc thi Việt Nam thực ra cũng không phải lần này bạn mới là người đặt ra câu hỏi đầu tiên, và thực ra câu hỏi này thường được hỏi ở tất cả các năm đấy, tức là vì sao mà cuộc thi Việt Nam lại luôn luôn chọn các cái thí sinh mà có cái tuổi thì thường mới có khoảng 18, 19, 20. Thế thì ở đây thì cũng có một cái điểm thế này này, thực ra là trong cái quy chế cuộc thi cũng như là trong cái dự kiến của ban tổ chức cũng như ban giám khảo ấy, thì nó không có một cái định kiến hay là một cái dự kiến nào về mặt tuổi tác đâu đấy. Tuy nhiên là thực tế là trong cái quá trình diễn ra cuộc thi thì những thí sinh nổi bật, những thí sinh thể hiện xuất sắc, và những thí sinh mà ban tổ chức và ban giám khảo thấy có tiềm năng phát triển thì nó lại thường rơi vào cái lứa tuổi như vậy. Trong những cái tiêu chí là nhìn thấy cái tiềm năng phát triển của mỗi thí sinh và hy vọng rằng các bạn sẽ có một cái quãng thời gian một số năm để phát triển hoàn thiện mình hơn nữa. Và thực ra là những bạn đoạt vương miện, đoạt hoa hậu thì hầu hết là những bạn có cái tố chất đấy, và sau này thực ra là các bạn cũng đã phát triển thành công, hiện thực hóa. Cũng xin chia sẻ như sau. Hiển nhiên là cơ hội sẽ luôn luôn dành cho những cô gái có sự nỗ lực, có tinh thần trách nhiệm, tinh thần phối hợp, cũng như là ý chí thật sự muốn tham dự cuộc thi và muốn cống hiến. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ cố gắng tìm kiếm các bạn, cũng sẽ trao đổi và cũng sẽ tìm xem các bạn có khát vọng và có trách nhiệm với cuộc thi hay không đã. Rồi sau đó nếu thật sự các bạn mong đợi và các bạn có trách nhiệm để cống hiến thì đương nhiên là cơ hội sẽ dành cho các bạn.
Bây giờ các cuộc thi mà của Sen Vàng tổ chức riêng á, thì Dung sẽ trả lời trước á, là thật ra là trước khi cái đêm chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ á, trước đó vài tháng á, thì khi mà tính toán cho cái đêm chung kết của cuộc thi Miss World Việt Nam á, thì Sen Vàng đã tính tới phương án là sẽ cho các bạn lựa chọn phương án để trả lời. Các bạn sẽ có thể nhưng đối với cuộc thi Miss World Việt Nam thì các bạn buộc sẽ phải trả lời trước bằng tiếng Việt. Sau đó các bạn có thể trả lời tiếp bằng tiếng Anh nếu như các bạn muốn. Vì tôi vẫn muốn là cái tiếng mẹ đẻ vẫn được các bạn nói để các bạn có thể diễn đạt được hết cái ý của mình. Rồi sau đó tùy các bạn muốn trả lời thêm bằng tiếng Anh thì MC sẽ có một câu hỏi kế tiếp cho các bạn để trả lời bằng tiếng Anh. Thật ra này định giấu trong đầu đến lúc đó, nhưng mà thôi lỡ bị bữa giờ bị hỏi 2-3 lần rồi cho nên là thôi mình trả lời luôn. Các bạn biết không, ở cái cuộc thi, ở cái vòng chung khảo, đó là cái vòng mà thí sinh mới tập trung có vài ngày thôi, nhưng chúng tôi đã dám mạnh dạn để cho top 5 thuyết trình trên sân khấu truyền hình trực tiếp. Nghĩa là cái phần mà chúng tôi tâm tư tới cái việc mà các bạn muốn thể hiện mình, thể hiện những cái năng lực của mình á, là chúng tôi đã rất cởi mở và sẵn sàng chấp nhận những sự sai sót của các bạn trên sóng truyền hình trực tiếp. Và tôi nghĩ rằng là cái điều đó sẽ giúp các bạn thấy mình còn yếu những điểm nào và thấy mình cần rèn luyện thêm những điểm nào. Tôi nghĩ đó là một cái điều thực tế nhất. Nếu như bạn muốn đứng trên sân khấu, nếu bạn muốn trở thành một hoa hậu, bạn hãy học thêm đi, bạn hãy cố gắng đi, bạn hãy bản lĩnh lên đi. Chứ chúng tôi sẽ không ôm ấp các bạn hoặc là giấu giếm những cái điểm yếu của các bạn như trước đây nữa. Nhưng rất may á, là khi mà cái vòng chung khảo cuộc thi Miss World Việt Nam thì các bạn luôn thể hiện được những điểm mạnh của mình như thế, và tôi cho rằng là nó là một cái sự động viên rất là lớn để chúng tôi có thể tiến tới cái việc là chung kết Miss World Việt Nam chúng tôi sẽ tiến hành như vậy. Còn đối với cuộc thi Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam á, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để theo đuổi cái format quốc tế để cho nó đúng với cái tinh thần của cuộc thi. Tôi cũng muốn là chúng ta sẽ có màu sắc của chúng ta, nhưng những cái gì thuộc về format thì sẽ giữ lại để cho nó được xuyên suốt. Còn đối với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thì chắc là để anh Sơn sẽ quyết định cái việc này sẽ như thế nào. Hoặc là anh Sơn sẽ giấu lại, hoặc là anh Sơn sẽ nói luôn, tùy anh Sơn. Nói luôn đi ạ, để cho các nhà báo được thỏa mãn. Thực sự thì cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và báo Tiền Phong của chúng tôi, và tôi tin chắc là chị Dung cũng vậy, rất ủng hộ cái việc làm sao các thí sinh phát triển được cái ngoại ngữ của mình. Thực ra ngoại ngữ bây giờ là một cái điều, cái việc rất là lớn, rất là quan trọng đối với mỗi thanh niên Việt Nam. Tôi đã được nghe Thủ tướng Chính phủ nói với lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rằng đoàn thanh niên chỉ có 3 việc lớn thôi, và một trong 3 việc lớn đấy chính là tổ chức học ngoại ngữ cho thanh niên Việt Nam cho thật tốt. Bởi vì cái điều đấy nó điều là nó sẽ quyết định, một trong cái yếu tố sẽ quyết định đất nước chúng ta có phát triển, có trở thành hùng cường hay không đấy. Và cái điều này thì cũng đã không chỉ là đất nước chúng ta mà kinh nghiệm thế giới, chẳng như ông Lý Quang Diệu, ông cũng quan niệm rằng Singapore muốn cất cánh là một trong những yếu tố tiên quyết là phải tiếng Anh. Thế cho nên là đối với trong cuộc thi của Việt Nam thì không phải chỉ bây giờ, mà các bạn cũng thấy rằng là từ các cuộc thi trước thì chúng tôi rất khuyến khích cái chuyện cái ngoại ngữ. Và trên sóng truyền hình trực tiếp ở đây thì có Á hậu Phương Anh đã thuyết trình bằng tiếng Pháp cùng với một bạn bằng tiếng Anh, đúng không ạ? Và trong các cái cuộc thi thành phần thì rất khuyến khích cái phần tiếng Anh. Nhiên thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.
Xin cảm ơn quý vị, chúng ta sẽ cùng quay lại vị trí chỗ ngồi để mình tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của chương trình nhé. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoàn tất lượng hoa. Nói lên Xuân Sơn và bạn Phạm Kim Dung cùng với top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn quý vị, chúng ta sẽ cùng quay lại vị trí chỗ ngồi để mình tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của chương trình nhé. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoàn tất lượng.